Và chào mừng các bạn quay trở lại với channel của mình, và mình tên là Nghĩa. Hôm nay mình sẽ bắt đầu một cái series mới hoàn toàn vào đây. Và có lẽ các bạn cũng đã biết là mình chuẩn bị chơi game gì rồi. Hiện tại là mình có tới hai tựa game, đó là Halo 5 Guardians và Rise of the Tomb Raider. Và cũng như lần trước mình hứa với các bạn là mình sẽ quay Halo 5 khi mà mình hoàn thành xong cái Assassin's Creed Syndicate, và như mình đã hoàn thành vào tuần trước rồi. Thì tuần trước mình bận khá là nhiều công việc, nhất là công việc vào mừng chương trình ngày 20 tháng 1, cho nên mình hoàn toàn còn phải có cái assignment nữa, cho nên mình không thể làm được nhiều clip được nhiều hơn. Cho nên mong các bạn cũng thông cảm cho mình, và sang tuần mới đây và mình bắt đầu một cái series hoàn toàn mới, cũng như một cái khởi đầu mới lại cho mình hoàn toàn. Và sau hết cái series Halo 5, mình sẽ cố gắng làm Rise of the Tomb Raider. Và có thể sau đó mình sẽ làm Black Ops 3 nếu như các bạn muốn. Thì cái nào mà bạn muốn mình làm từ game nào trên Xbox One, thì trước tiên mình vẫn phải ưu tiên là Halo 5 với Rise of the Tomb Raider. Thì sau đó mình sẽ bắt đầu làm từ game gì đó các bạn yêu cầu, nếu như mình vẫn còn thời gian rảnh và chưa cái game gì mới ra mắt. Và hiện tại mình cũng đã đào xong hết cái game rồi. Và bây giờ mình sẽ bắt đầu ngay bây giờ luôn Halo 5. Mình nghĩ là cái walkthrough của từ game này nó sẽ ngắn thôi, tại vì mình không nghĩ là nó dài, tại vì mình cứ xem qua cái thời lượng của nó, cho nên mình nghĩ là mình sẽ hoàn thành sớm từ game này trong dưới 10 tập. Và mình mong là các bạn sẽ ủng hộ series này của mình, và nếu các bạn nào thích thì các bạn có thể bấm like và subscribe để có thể xem thêm nhiều video clip khác và cũng như cái tập tiếp theo của tựa game Halo 5. Và đây là Xbox One đấy các bạn. Thì hiện tại là mình đang chơi trên Xbox One. Đây là Halo 5 Guardians. Đây là mình cũng không rõ, tại vì mình cũng chưa hề chơi tới các phiên bản Halo trước đó, Halo 1, 2, 3, 4, Halo Reach thì đó, mình cũng chưa rõ cái nội dung thế nào. Mình chỉ biết là một số nhân vật chính như Master Chief này nọ vân vân. Nguyên tựa game này khá là hay theo mình cảm nhận là vậy. Và như bạn thấy là nó chạy với 60 fps, đúng nghĩa 60 fps luôn. À, giao diện khá là ngầu chứ. Solo, co-op, multiplayer, warzone, custom. Thì hiện tại bây giờ mình sẽ chơi solo thôi. Còn nếu các bạn nào có Xbox One và các bạn muốn co-op với mình thì ok, tại vì mình cũng chỉ mới bắt đầu quay thôi. Và nếu mà có người co-op thì quá tiện luôn, dễ bắt hơn rất là nhiều. Nhưng mà hiện tại thì ok, thì mình cứ chơi co-op chứ solo thôi. New game setup, normal, easy, casual, operate with Ian. Mình cũng không giỏi cho lắm, cho nên có lẽ mình sẽ chơi chắc normal đi. Begin. Cái giao diện mình khá là thích đấy chứ, nó rất là mới và nó có gì đó làm cho mình hứng thú hơn. Và Halo 5 mình cũng đã đợi khá là lâu rồi. Sau khi cái Assassin's Creed hoàn thành á, thì mình lại nghĩ mình muốn chơi từ game này hơn. Ok, deploying. Nhìn có vẻ giống như Destiny vậy. Spartan Locke, I have spent enough years with Oni to know the truth. Once this is over, after all I have done, they'll order you. Kill us both. Fire Team Osiris, over the last 72 hours, five colonies have experienced identical events.
Massive destruction. Forerunner in origin. But Dr. Catherine Elizabeth Halsey has managed to contact us. She claims to have information on these attacks. Halsey is currently in Covenant custody on the surface of Kamchatka. Your mission is to insert behind enemy lines, retrieve Halsey, and bring her back to Infinity. Be advised, Dr. Halsey is accompanied by Covenant Supreme Leader Jewel M'Dama. If you have the opportunity... Understood, Commander. Good luck, Spartan Luck. Infinity out. Tracking gear online. Affirmative. Say, before we make this jump, anybody want to say a few words? I figure if God can hear how scared I am, so can everyone else. Locke, you buying for us a drink when we're done? You ask, you buy. Fire Team Osiris, the light is green. Ok, vậy mình đã bắt đầu vào game rồi nha. Chiếc pha này rất là ngầu chứ. Oh 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 oh. Ok. Và mình đang cố gắng làm quen với cái giao diện của nó. Công nhận cái khúc có đạn nào nhìn nó rất là giống phim chứ. Ủa, mấy tay cầm nó rung đi chứ. Chưa chết nè mày, chưa chết nè. Đó, còn cái giao diện này khá là khó. Rối, để mình xem lại thôi. Controller default layout. Sao pass thôi, mấy cái này thumbstick. Thôi, chơi cứ chơi đi à, nhưng mà mình cần nhanh hơn một tí. Ok, mình nghĩ là mấy đứa này chắc chết hết rồi nha. Đồ, mà mình có đồng đội đi theo nữa nè. Sao ta? Ồ, cái này mới như cái như Star Wars, không biết cuộc chiến giữa thiên hà hay sao, làm gì mà nó bắn nhau gì ghê thế. Ồ má, bắn đã quá. Công nhận thì cái đồ họa của con này nó cũng khá là ngon. Cộng thêm 60 FPS nữa chứ. Thôi mình ghét cái súng này ghê. Ủa mấy con này nó đánh nhau à. Ủa nó có súng nữa hả? Trước đó mình chưa chơi qua cái tựa game Halo bao giờ. Mình cũng không rõ là mình đánh đấu là ai, nhưng mà mình chỉ biết là mấy cái con Covenant á là nó không có ý đồ gì tốt cả. Và nó có cả thiên nữa nè. Quái đái. Cái gì đây? Ờ cái đống bút B á là nó làm cho các bạn phóng thẳng về đằng sau. Nhanh quá, nhiều lúc cũng nhanh quá cũng kỳ. Ôi, con gì tới à?
Hình như hết đạn rồi, má. Chưa gì hết đạn rồi. Nhanh vậy. Ôi. Chưa gì gục rồi. Má công nhận tụi này gục lẹ thiệt. Có gì giấu thêm vô weapon. Ồ. Đúng rồi. Ồ, thử cái này coi. Má. Đồng đỡ ơi, đi chúng ta này giờ nó bắt đầu này giống như Battlefield rồi đó. Đù 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 đù, cuồng mấy cái này mới ghê nè. Bắn nó đi, bắn nó đi, bắn nó đi. Bone shot, what the fuck is bone shot? All clear. Storm rifles. Đù, nhìn cũng ngầu chứ. Trên đây chắc không có gì đâu nha, để mình quay xuống đây nè. Ủa, thằng đội đi lẹ nha. Lên luôn. Game này đồ họa, nếu bạn nhìn bên ngoài thấy nó ồ ảo. Ủa, thanh niên teleport. Game này thì nó ảo khỏi phải nói rồi. Cuộc chiến giữa cái hành tinh hay gì đó mình cũng không rõ. Cùng mình chả khác gì Guardians of the Galaxy. Và theo mình biết sơ sơ qua một số câu chuyện thì có lẽ mình đang đi tìm Master Chief. Master Chief mất tích ngay từ phần trước nếu mình không nhầm. Và nếu mình có nói sai thì các bạn cho mình biết nha. Tại vì mình cũng không rõ là Master Chief có Scream and then press RB to spawn in charge. Ooh. Hey. Tụi con này cho bò vậy. Trời ơi. Má nó cho bò mà còn bung cái teleport nữa chứ. Teleport thôi mày. Ủa đủ mấy cho bò vậy. Nó mình bắn nó mấy chục phần trăm luôn nó mới chết. Súng đâu mà bắn vô quay hả? Chơi súng của tụi nó luôn nè. Ôi chết vô dừa gặp vô dừa. Bỏ đá. Ôi bỏ đá thanh niên. Ôi bốc hơi kìa. Đu. À xài súng của mấy thằng này nó còn lộn đường nữa. Còn lụm đạn của nó được. Tại vì phải cùng loại súng mới lụm mới lụm được. Đâu lên đây. Mình những cái level này đâu cần phải nạp đạn đâu nha. Chỉ có điều là hết đạn thôi. Tay chậm rung ghê thật chứ. Nó mấy thằng này nghe. Vãi đái. Còn ai nữa không? Lên team ơi. Ôi, má thằng niên. Cái đéo gì? Tránh xa ra. Ôi, hồi nãy đồng đội là mình làm cái gì mà ép sát nó hay lắm rồi ta. Sao mình không được ta. Ok, đi tiếp. Bắn nó đi. Má bắn quá trời đạn luôn rồi, nó vẫn chưa chết. Game này nó còn ảo hơn cả Destiny nữa. Nói cái cách thức con này, ô nó lạ. Ô cái gì vậy? Bắn tao thế. Kì đây. Live rifle. Đù, mấy cây này ghê. Ồ, má lâu rụm được mấy cây OB thật chứ. Nhìn kìa, nhìn cái súng rồi. Nó tản ra, nó bắn kinh thiệt chứ. Tụi bay nghĩ tụi bay né đâu, nó giống như sniper rifle vậy. Nhưng có điều nó khó chết lên. Ồ, tụi nó bắn rồi, đấy, thế. Sao hết đạn rồi. Ủa, đồng đội đâu hết rồi. Ê mẹ, đi chung coi. Má, đã sợ còn đi riêng nữa, ấy ai trời. Má thì coi thanh niên rồi. Có thiền ngáo vô địch luôn. Xong chưa, lên. Ủa, xuống đây xuống được rồi. Ủa, trong khối đó, nhất là trong khối đó thì mình rất là ghét chó. Mà dùng như đây nó cũng có chó. Kiểu một cái thể loại gì đó thì rất là giống chó. Tại mấy con nó OB cực kỳ. Đi gì anh đi. Nước lực. Ủa, mình hóa cái cây này kìa nha. Bắn bao nhiêu chết giống như DMR trong Battlefield 4 nữa. Ê, cái gì? Ôi, ai đánh mình vậy? Bắn đi. Ê,
mấy cái này cầm. Ô quá con chó xông thẳng vào đùng cái nổ chết queo luôn. The fuck? Bữa quá rồi. Còn đạn không? Ở nó trà đạn lại rồi. Súng của mấy này bắn đã hơn chứ. Đồ đó, anh thích. Anh thích điều này. Chính xa búa ra. Đù, mấy cái súng màu vàng nhìn tục á. Ok, chúng ta vô tới bên trong rồi. Vô, vô mấy đứa ơi, vô. Good work, everyone. I noticed in the briefing that Dr. Halsey lost her left arm. When did that happen? Jewel did it. No idea when or why. Reckon it wasn't an argument, or he'd have cut off her head instead of her arm. Nói khá là nhiều chứ. Ok, đâu, có lẽ là bất đồ đôi siêu thai để thử thử Jaw má mình gờ của bắp á. Thế mình nếu mình không nhầm thì mình là Spartan Locke. Đúng rồi, Locke. Và Locke đang chi tìm Master Chief. Similar. I convinced Commander Palmer to outfit us with prototypes. Systems analyzed. Looks like an oversized switch near the top of the room. Dạ đâu. Switch. Switch gì ta? See anything on the Artemis? See anything on Artemis? Cái này mình không rõ là cái ý nó nói là cái gì ta? Đây. This should do it. Cái đéo gì? Checkpoint, tới checkpoint, ok, checkpoint là ok rồi. Ôi, mình xuống hay đồng đội nó đi lên ta? Đồng đội không thèm đi luôn. Doors open. Did. Rồi, rồi. They're did that look, listen. Lên mấy đứa ơi. À, đây, 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 đây. Đùa mà hay. Cái gì đây? Kraken sighted. Kraken, Kraken sight. Ôi, ôi. Hold position. Buy more time. Jules getting desperate. Cái hold position mém rồi mình đi luôn rồi. Địch. Nó phát hiện nó đang chồng ăn nhà hành nhập một. Tại vì cái tay cầm nó rung mỗi lần mà nó có vẻ như đi ngang rồi tay cầm nó rung rung rất là ghê. Ủa cái đéo gì? Má lửa mà mình làm tưởng nước giải với con nó rơi xuống chứ. Vãi cái đái. Công nhận game này ảo, càng lúc càng ảo. Giờ này trên Xbox One mình thấy khá là nhiều game nhìn khá là ảo. Ờ, cái gì rung dữ vậy? Retrieve Dr. Hastley. Ê, nó kìa, nó kìa. Destination is on the other side of this battlefield. Watch out for the Kraken. The Covenant are trying to use it. Ôi mát coi vậy, đông quá lên. Con nhìn con tàu à. What the fuck? Trời ơi, máu. Tụi tôi bay bắn đi. Trời ơi, đứng đó làm cái gì? Ôi mát không xi nhê luôn. Cái tụi này giống như là mình tự bắn từ A tới Z luôn á. Ơi ơi, con nó nhìn nó giúp mình hay sao á. Nó đánh tụi kia kìa. Để cho tụi nó đánh nữa thôi. Đồ nó không chết luôn, biết ghê chứ. Giờ mới chết nè. Tiết kiệm đạn được nhiêu hay biết nhiêu. Ôi. Ủa mà cái gì ghê vậy. Bình tĩnh nè mấy đứa. Chết đi, sao mình nhanh quá vậy? Không biết có cây nào mạnh hơn không? Ôi, con nó có khả năng bắn nó luôn ghê vậy. Ôi ơi, giờ phát hiện ra nhiều thứ lạ ghê á. Địt. Ôi,
Ủa con chó nó nhìn ghê vãi luôn. Chặt cái tay chậm đi chứ. Má nó cứ run run. Ghê vãi trưởng. Mình còn có 8 viên à. Mà trong đây cũng như là cuộc chiến đang lẫn lộn vậy. Đây là băng đạn cuối cùng của mình. Địch. Ý con nó nữa. Ô mà con này bắn có phát chết rồi. Nhanh gọn lẹ thì cứ. Ủa cái gì mà tay cầm nó rung chơi vậy. Ê có đạn lên nè. Nãy mình hết đạn nhưng mà giờ đi một vòng nữa là hậu cái đạn. Giờ chú muốn sao. Đùa với anh mày. Rồi rồi rồi. Đi lên mấy đứa ơi, lên mấy đứa. Cây này hết đạn rồi. Phải tìm cái khác thôi. Cây này cái thứ hai của mình nó khá là mạnh nhưng mà Mấy con này nó nhỏ nhưng mà có vỏ, bắn những cây mà không có đam cao. Bắn hoài không chết. Đạn thì hết nữa chứ. Này giống binh Sergio, bắn muốn bắn trúng ở trên đó phải chỉ xuống dưới. Đó, phải điều luyện gì chứ. Trời ơi cái gì vậy trời. Mày đâu đây? Mày đâu đây? Mày đâu đây vậy? Ê, con sóc. Ủa mà nó biết gấp được ta. Ôi. Đông thế. Con gì đánh ghê vậy. Tanaka mình thấy cái này ở tên Nhật Bản. Đó chết. Nó bắn gì mà không chết, nó nghỉ game luôn á. Má coi nã đạn. Má lâu nã nguyên băng đạn gì mà không chết mấy bữa. Mình thấy cái này không có bất tử đạn nha. Vẫn hết như bình thường. Đó chết. Chết chứ. Đen. Ồ quá hơn nói còn gì cuối cùng. Làm nên sự nghiệp. Má còn gì cuối cùng bấm cái chết luôn. Đã hay thật. Có cái súng nào không ta? Đừng còn đổi nữa. Đi đi. Tìm này nó ngáo AI ngu bãi lộn. Tìm công nhận ngáo thì mình bắn từ A tới Z luôn á. Cái tìm gì đâu mà nó ngáo vừa ngáo vừa ngu nữa chứ. Không biết diễn tả sao. It was only a matter of time until this version of the Covenant started to break. Well, it could stand to break a little faster if you ask me. We're close to Halsey's position. Ok, scan complete. Mình unlock được cái achievement này. Ôi trời mẹ ơi, cái gì vậy? Ủa bắn cái được. That's the new kind too. Ôi. Má làm tao tốn đạn. Nó đạn bây giờ là con thứ rất là quan trọng biết không? Ủa, có vẻ để bắn hết đi chuyển súng. Đứng yên coi. Ê nó chết rồi kìa. Đó, bắn quá trời mà không biết. Chết mẹ, nó xuống dưới đây rồi. Kệ lỡ bắn luôn đi. Ê bậy. Kiếm cho an toàn hơn mà bắn chứ bắn xuống như này nó hơi ghê. Ê thanh niên đừng ở đây, đừng có lên đây. Ồ bắn nó chết rồi. Đừng có lên đây. Cái mẹ nó lên đây rồi. Má nói đùa cái đồ có lên đây. Đó. Còn nữa nào? Đó chạy đâu? Chạy đâu em?
chạy đâu hay. Còn hàng nữa. Ê, thằng này ngáo rồi nè. Đó. Còn ai đúng không? Giờ đây anh lấy súng đủ mày. Coi cái súng mày lấy hết rồi sao mày? Nghe thằng đồng đội không được cái ra hồn gì đó mà lấy súng không à. Để bên đây cái ơi. Cái này là gì đây? Ủa, sao nhìn giống như lấy súng không có chỗ lấy súng ta. Nghĩ là đạn hỏi gì? Ủa sao lấy không được ta? Kìa mẹ đi, dù sao đạn cũng nhiều rồi. Đi. Đi tiếp em ơi. Chắc cái chỗ này không ta? Mình cũng không rõ là phải cái chỗ này hay không. What is the problem? There are several. Would you like to discuss the finer points of casual reconciliation? Or human sarcasm. So you have learned something from me, Julian. You claim to be able to access... And I can. However, I did not claim to be able to access it instantaneously. No time to dither. You will also accordingly respect the fitting of the Didact's hand. Seems your fingers are an open rebellion, Han. Enough! Hey, good looking. Resume your work. Eyes on target. This location does not serve my needs. When she makes another transmission, I must triangulate. I tire of this, Doctor! You have been chasing shadows for weeks to no avail! Captain Lasky would like a word with you. It took you long enough. Fire Team Osiris, you are clear to land in Docking Bay 11. I sent you my position 3 weeks ago. I told you this was happening. We'll discuss that in private, Doctor. Palmer. What has she done? How far has it already gone? Good work, Osiris. What do you think that's about? Seen Chief press himself like this since we were in boot camp. He's fine, Fred. And this many missions non-stop isn't fine. Sierra 117 to Infinity. Blue team has located Argent Moon. Signs of hostile activity, but she's still here. Copy that, 117. Eliminate all hostiles. Secure Argent Moon. You may deploy when ready. Affirmative, Infinity. 117 out.
Affirmative. You good? Blue team, fall out. The Ungoy are resisting. Throw the Ungoy out the airlock. Ok. Và hiện tại mình đang điều khiển Master Chief. Khá là, cái pha này khá là ngầu chứ, đâm thẳng vào, chừng lại và bị tụi kia nó giăng thẳng ra ngoài. Vãi đái thật. Công nhận tụi này nó không thâu học về ngoài không gian cho lắm á, chỉ cần bị hút vô là có thể ăn cứt luôn. Mình cứ lên đạp vô không ta. Không, mình nghĩ là chắc đi đường này đúng hơn á. Nãy mình bấm RB đạp một phát vô luôn, nhưng mà có lẽ không phải. Gì đây? Shotgun. Lấy shotgun đi chứ chả. À đây. Cái tựa game này còn có khiến mình nhớ tới trò Crysis 3 hồi một tuần làm mưa làm gió hồi đó. Đồng thời là một tựa game sát thủ phần cứng. Ủa cái gì đây? Ông em mang nguyên bộ xương mặc đồ, what the fuck? Phân hủy lẹ phải lơ. Đó, chúng ta tới rồi. Nó bắn không ta? Giết từ lần sau giống Assassin nè, đó. Mỗi lần vô Assassin cái kiểu như là nó bấm thành bấm RB. Đó. Còn ai nữa không? Chắc hết rồi nha. Ê, đây, ngay đây có một cái. Đi mấy đứa ơi, đi mấy đứa. Mấy cái... mấy con này còn ảo vải hơn con kia nữa. Ôi, cái gì đây? Làm sao đi mình đi nhỏ nhỏ ta? Ôi, nó chạy kìa. Này thì chạy, đít. Ê, bắn đi đồng đội, con này bự quá vậy. Ê, bự nhưng mà nó trâu bò, không có trâu bò. Tướng nó bự thôi chứ nó không có gì đó. Ôi, con này. Mà giờ có trò vụ đá banh này nè. Đù, mấy con này như quả banh nhé, bắn đá một phát văng luôn. Ê, bậy. Đó, bậy nè. Có lẽ mình nên bắn cái con bự bự chứ. Tại con bự bự nó vừa bắn vừa nhây mà nó vừa không, mấy con này nó không là vấn đề. Nó hết đạn. Đồng đội xong lắm đi, nó làm cái gì nữa. À, mấy cái súng điện thoại ra đây. Từ 2 lô 4. Clear nè. Không biết ở đây còn shotgun không nữa ta. Mà còn mấy cái này cái gì ta? Chắc bom gì không biết mình lượm được không nữa. Plasma pistol mình chỉ cần súng thôi, nhưng mà cũng cần súng lục. Data center. We've got a complete set of data set keys for the station. We should be able to pull down Argent Moon schematics and find a path to central control. Cái gì? Má nguyên một con tàu luôn. Access the databanks. At current population map. Should be a straight shot to central control through the assembly bay ahead. Rich central control. Ở đâu ta? No. Đây không? Let's go.
Tại vì mình nghĩ là đây cái đường duy nhất mà mình có thể đi bây giờ. Ơ cái này cái cửa sổ rồi, mình cứ tưởng là đi được cái đường đó chứ. Chỗ này cũng chặn luôn rồi, không đi được. Sao bên đây còn chỗ nào để đi không ta? Friendly, ủa? Ủa nãy mình đi đúng rồi mà ta. Tại mình nghĩ ra cái đường duy nhất mà có thể mở. Phóng thẳng xuống luôn à. Đâu cái chỗ này? À đây, có cái nút. Giờ sao? Ồ, đây là cái thang máy. Hay. Hay. Ôi coi nó nhắm nè. Cái công nhận là bắn cái này mà bắn một mình thì nó hơi kỳ, bắn với đồng đội thì nó hay hơn, nó dễ dàng hơn. Ok, mình nghĩ là chắc tới rồi nè. Cầm shotgun cho chắc. Mở cửa. À Chạy ra, để anh phá cửa. Let's go, Blue Team. Chào mấy đứa. Ô, con này trốn đâu vậy? Ủa, nó đang chết luôn. Trốn đâu vậy? Nãy, xác ra túi đằng kia. Đâu, đây, bố hết chơi, cận chiến hơn. Đó, gục liền. Đổi shotgun nè. Đó, bây giờ, trời sao đông quá vậy? Thằng bom bí. Đó, phải tiết kiệm đạn shotgun đi, đạn shotgun mạnh. Ui. Chạy đâu vậy bé con? Này thì nấp. Châu bò hả mày? Châu bò nè. Đến, cuối cùng anh. Còn con nào không? Còn con. Châu bò cầm khiên. Cầm cái ô trộn mày đó đi. Ăn bom nè. Ăn bom tiếp nè. Đó, cầm cái này với kiểu luôn lúc mình bắn xa thôi. Ồ, chưa chết nữa hả? Chưa thế. Cái gì mà hết đạn. Từ đợi tí. Đợi bắn. Ủa, mới thấy cái con gì mà. Cái con này chỉ cần 3 viên là chết liền. Thôi. Có mình hình như team mình toàn gắn không ta? Team Master Chief rồi toàn con gái không? Gì đâu mà Kelly rồi gì đó Linda, what the fuck. Xong lên đi mấy bạn ơi. Ê, bắn phụ coi. Đúng rồi, phải vậy chứ. Ủa mà sao đông quá vậy? Đông vãi nồi. Ủa bên đây thấy còn hết đạn nữa chứ trời. Không còn gì éo le hơn. Ôi, bày. Đổi súng nào. Mấy cái này cũng không được luôn hả ta. Một thanh niên đã gục, Linda đã gục. Đợi bố tới. Linda. Ồ, hay đó. Hơn là tao tới kịp lúc nha mày. Storm Rifles. Ủa mấy cây này cũng giống nhau mà. Đéo đâu. Mấy cây này cũng giống nhau mà cũng khác mẹ đâu. Hydra here. Hell Hydra. Cái gì đây? Hydra Launcher. Ủa cái này là cái Renee Launcher rồi. Còn này là cái gì quái gì vậy? Trời, má sao ghê quá vậy? Nhìn ghê bé nồi.
phải lên đây không ta? Ê, nữa kìa mày. Đông thế. Kèo này vui với mặt ti bắn súng nha ba. Đu 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 đu. Đồ tụi bay chết chúng tao cái coi. Súng tao hết, hết rồi. Ê, ê, trời má, vậy mà cũng té được. Ê, mày chạy đâu vậy? Mày chạy đâu vậy? 69% vãi luôn, 69%. Đù má, súng bựa vãi luôn. Và súng này các bạn chỉ cầm được một lần thôi đó. Và mỗi lần cầm như vậy thì nó lại cái chỉ số khác nhau, nhìn cái này có vẻ mạnh đấy chứ. Bắn vào phát là chết liền à. Mà mấy con này cầm nhiều nữa chứ. Ồ, quá nhảy gì mà không mất máu ha. Bộ thiệt. Đông thế. Nó đồng đội đâu hết rồi. Con phụ ơi, nó đông quá nè. Bắn mỏi tay luôn rồi, má nó giơ tay ra mỏi tay luôn rồi, đùa. Ơ đù, ơ đù, ơ đù. Đùa, mấy cái này phải lock on chứ. Đệt. Còn cái xuống nào đâu đây không á? Mấy đứa chuyền anh một cây coi. Ôi, má xuống lục, quên luôn. Có còn không không? Ôi, cái quái gì vậy? Ô, má cái này hay. Được, được, được. Đúng. Ồ, một phát chết luôn. Ê. Nếu như mình cần những cái súng như thế này hơn là mấy cây rocket launcher. Tại vì mình cũng không thể sử dụng chúng cho lắm. Đây, chúng ta đã có hàng nóng. Ê, má bắn nhiều không chết. Má sniper rifle. Ồ, bắn một phát ngay đầu là chết liền. Làm sao mà nhờn với súng này được. Mỗi lần nó trắng sáng vậy tức là nó đang phòng thủ. Mà một khi nó phòng thủ thì mình bắn nó khó chết thôi. Nên cố gắng mình bắn ngay đầu là ăn thôi. Ê ê ê, gì mà bắn rác thế. Cái con này sợ gì nữa, sống lên luôn đó. Còn mình mày đó. Còn mình mày thôi đó. Ủa mà vẫn chưa chết vậy đấy. Chơi cận chiến luôn. Nhây nè, gọi là nhây nè. Nhiều thanh niên nhây quá, mình đành thôi. À, ra tới đây luôn nè. Vô mấy đứa ơi, đi mấy đứa ơi. Central is through the, this door. Không biết mình đi đúng hướng không nữa. Ờ, đúng rồi đó, đúng rồi. Ê, cái đéo gì vậy? Ôi, bậy. Mẹ, bậy luôn. Sierra 117 to Blue Team, report. Sierra 117, does anyone copy?
Chief. The domain is open. Meridian is next. Cortana? John, the reclamation is about to begin. Chief, what's wrong? She's on Meridian. Who? Cortana.